xe không được. Quá kinh khủng. Xe nghiêng rồi đó. Kinh khủng, keo múc mâm luôn.
ghê chưa, xe chở đầy múc mâm luôn. Gì hết luôn đó, xe thì mát xinh rồi, bị lún đi. Không thấy gì hết. Nhìn xe hông rồi. Cái kết của xe tẻ này rồi. Nhìn hông rồi đó. Trời cho lúng kinh vậy trời. Hôm qua mình xuống ít mà hai lúng ăn. Lúng bánh trước lúng lúc luôn. Biết cái chỗ này nó mềm mà. Nó phải xóa ra gỗ ra. Xóa hết gỗ. Này tụi nó lún nhiều mà không mà bỏ đó nhiều vô mất chi. Chịu khó xíu hồi nãy luôn. Hồi nãy chịu khó xíu bỏ đó lại vô nữa đó. Thấy đó là mình